Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu tạo bên trong của hai chiếc công tắc điều khiển từ xa sức chịu tải lớn. Hai cái công tắc này có khả năng chịu tải lên tới là 30A và nó có hình dáng khá là giống nhau. Về điều khiển từ xa thì hoàn toàn giống nhau, có một nút off và một nút on. Cái điều khiển này chúng ta đều có thể ghép thêm được hoặc là thay đổi, nên các bạn có thể thay thế được. Còn đây là phần bộ thu nó có kích thước khác nhau cái này là nhỏ hơn này và giá thành cũng rẻ hơn một chút có cái nút điều khiển ở bên sườn và đèn tín hiệu bên sườn còn đây là phiên bản lớn hơn có giá đắt hơn một chút chúng ta thấy có nút điều khiển ở phía trên đèn cũng ở phía trên hai cái này đều ghi sức chịu tải khoảng 30A và có khả năng điều khiển từ xa lên tới 100m về cái đầu nối chúng ta sẽ có hai cái dây vào ở bên trái và hai dây ra ở bên phải, tức là nó sẽ bật tắt cái dây ở bên phải đấy ạ. Còn đây là cấu tạo bên trong, chúng ta sẽ nhìn thấy bo mạch in, cái bên to thì có bo mạch lớn hơn. Về cấu tạo thì sẽ có một cái le rất là to dùng để đóng ngắt cái thiết bị chịu tải. Chúng ta quan sát thấy cái anten gắn vào cái bo mạch thu tín hiệu điều khiển này, đây là mặt dưới của bo mạch khá nó giống nhau vì mặt thiết kế tuy nhiên ta cảm giác là cái bo mạch to có vẻ chịu tải tốt hơn đấy vì cái mạch cái chân mạch in là to hơn phần đấu dây là giống hệt nhau đây là cái bo mạch thu tín hiệu này cái mô đun thu tín hiệu điều khiển từ xa và bo mạch bên trái của cái công tác to hơn chúng ta thấy có thêm cái biến áp còn bo bên phải thì không có Thế còn cái relay thì đều là 40A Nhưng cái này chỉ là 250V còn cái là 277V AC Có vẻ như cái to kia chịu tải tốt hơn Còn lại thì các cái linh kiện khác chúng ta thấy cũng tương tự Để các bạn nhìn rõ hơn về thông số của rơ le này Vì cái rơ le này nó ảnh hưởng đến cái khả năng chịu tải của cái thiết bị này Nếu rơ le không tốt thì nó sẽ nhanh hỏng Rơ le chịu tải tốt thì sẽ sử dụng bền hơn. Đấy thì qua đây chúng ta sẽ chọn được cái công tắc điều khiển từ xa phù hợp với nhu cầu của mình. Về cá nhân thì tôi đánh giá là cái công tắc uh, chịu tải có kích thước lớn hơn, giá thành đắt hơn một chút thì về phần linh kiện cũng có vẻ là tốt hơn. Trên đây là cấu tạo bên trong của hai cái công tắc điều khiển từ xa. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt. Com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại